Hello, Minh Kiệt xin kính chào các anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của Minh Kiệt nha. Thì lâu quá mới vào lại cái Facebook để chia sẻ tiếp. Thì tiêu chí của mình biết đến đâu thì mình sẽ chia sẻ đến đó. Thì trên hình các bạn thấy có một cái biểu tượng tác giả ở đây trong cái phần comment của các bạn. Thì cái này nó cũng khá đơn giản đó các bạn. Nó không quan trọng lắm nhưng mà nó cũng khá quan trọng đối với những bạn mà mình bán hàng online á. Ngoài cái lượt mà số lượng người theo dõi thì các bạn nên bật cái chức năng này để cho tăng cái độ chết của cái tài khoản của các bạn, để các bạn có thể bán được hàng nhiều hơn đó. Thì bạn nào biết rồi thôi, chưa biết mình có thể xem. Mình thì biết đâu mình chia sẻ đó thôi. Ok, các bạn vào cái phần cài đặt và các bạn vào cái mục là bài viết công khai. Ở đây thì bạn để ý với mình có một cái dòng ở đây, ai có thể theo dõi tôi, thì các bạn bật cái chức năng là công khai nha. Mặc định nó là bạn bè. Thì khi mà các bạn bật cái chức năng công khai lên á, thì ở dưới cùng á, những cái dòng mà giữa thì các bạn có thể điều chỉnh theo cái ý muốn của các bạn thôi. Mà quan trọng á là cái dòng ở dưới cùng ở đây, xếp hạng bình luận đó, thì mặc định nó là tắt. Ở đây mình sẽ bật đó, mình bật rồi mình tắt lại cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ bật cái chức năng này. Ok. Ok các bạn. Bây giờ mình sẽ làm trên hai tài khoản nha các bạn. Mình dùng Facebook Live để mình đăng nhập vô cái tài khoản này. Tài khoản này thì mình có nhiều tài khoản Facebook lắm, mấy chục cái tài khoản luôn. Ok. Mà để cho nó hiện được cái dòng mà tác giả đó thì các bạn phải dùng cái app của Facebook, nó đầy đủ chức năng nha các bạn. Còn Facebook Live á, nó là một cái app giống như là rút gọn của Facebook thôi. Nếu mà các bạn mà xài trên Facebook Live á, thì các bạn sẽ không thấy cái dòng đây. Bây giờ mình sẽ đăng một cái hình ảnh và cái bài viết đi. Mình đăng thử thì sao. Rồi mình qua cái tài khoản thứ hai, mình kiểm tra lại có thấy anh này anh đăng gì chưa. Lâu vậy, mạng anh hơi yếu các bạn. Rồi ok, mình thấy rồi. Bây giờ mình thử mình comment vào cái bài viết này coi làm sao. Đó, ví dụ mình hỏi là con mèo ở đâu. Ví dụ vậy. Đó, thì mình qua cái tài khoản này, mình thấy có một cái bình luận ở đây, mình sẽ trả lời lại cái bình luận này. Mình xin nhắc lại nha, đối với Facebook Live á, thì các bạn sẽ không thấy được cái dòng tác giả, tại vì cái Facebook Live á, nó là một cái app rút gọn của Facebook. Nếu các bạn muốn hiển thị đầy đủ á, thì các bạn nên sử dụng cái app nó đầy đủ của Facebook. Đó, thì mình sẽ qua đây mình kiểm tra thì mình sẽ thấy là cái comment của anh Lê Kiệt này. Đó, mình double click ra mình xem thử thì các bạn thấy đó, thì có cái mục là tác giả ở đây, nó dành cho những bạn giống như mình bán hàng online á, mình tạo cái mức độ uy tín cho cái tài khoản của mình. Ngoài cái lượt mà người follow, các bạn có thể bật thêm chức năng này để tạo cái độ trust cho tài khoản của các bạn. Các bạn có thể thuận tiện hơn trong cái vấn đề là các bạn bán hàng online. Đó, thì mình cũng qua cái phần sơ này mình giới thiệu một chút. Thì trong bài sau mình sẽ hướng dẫn tiếp làm sao mình một cái Facebook mới và các bạn có thể nhanh chóng đạt được những cái số lượng người theo dõi trang Facebook của các bạn. Ví dụ ở đây tôi có một cái Facebook mới nè. Đó, thì các bạn thấy có 393 người theo dõi, mình mới tạo được một tuần. Thì cái thủ thuật gì để tăng lượt người follow nhanh như vậy thì mình sẽ chia sẻ trong bài sau nha các bạn. Ok, cảm ơn các bạn.